Tăng Thanh Hà hẹn hò ở nhà hàng thuộc dịp 12 năm ngày cưới. Tăng Thanh Hà và chồng thưởng thức set Omaka cao cấp tại một nhà hàng quen, từng ghé suốt 10 năm qua vào các dịp đặc biệt. Tuần trước, vợ chồng Tăng Thanh Hà có buổi hẹn hò riêng tư tại một nhà hàng Nhật tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến quen thuộc của vợ chồng cô vào mỗi dịp kỷ niệm, sinh nhật. Người đẹp cho biết, cho chúng tôi đã đến đây trong suốt 10 năm qua và nó thực sự là một nơi đặc biệt với chúng tôi. Những món ăn ngon tới khó tin, không khí ấm cúng, dịch vụ tuyệt vời luôn khiến chúng tôi có những kỷ niệm không bao giờ quên. Do là khách quen, người đẹp còn khá thân thiết với đầu bếp người Nhật của nhà hàng. Địa chỉ này là một trong những nhà hàng Omaka đầu tiên ở Việt Nam với nguyên liệu tươi sống, nhập trực tiếp từ Nhật Bản. Nhà hàng phục vụ set ăn theo nguyên liệu từng ngày và từng mùa. Thực khách sẽ trả một khoản tiền cố định cho một set nhưng món ăn thay đổi dựa trên nguyên liệu của ngày hôm đó và sự sáng tạo của đầu bếp, thay vì được gọi món như sở thích. Trào lưu Omaka đang khá thịnh hành ở các nhà hàng Nhật cao cấp tại Việt Nam thời gian qua. Một set ăn ở đây có giá khoảng hơn 6 triệu đồng. Gồm 5 món khai vị, 5 loại sashimi, một món đặc trưng của nhà hàng, một món chính, một món hấp, một món cá nướng, nhiều loại sushi, một suất truyền thống của Nhật và món tráng miệng. Món chính được chuẩn bị cầu kỳ với thịt cua tươi xếp trong mai cua và trang trí đẹp mắt. Những món ăn ở đây luôn rất tuyệt, cô viết. Cựu diễn viên và ông xã được nhà hàng dành tặng quà là kem yuzu, hoa quả tráng miệng rắc vàng cùng dòng chữ gây Happy 12th Anniversary với lá phong trang trí bên trên. Lần nào tới đây vào dịp kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng cô cũng được nhà hàng chuẩn bị món quà này. Ngoài những món ăn sáng tạo của đầu bếp, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn gọi thêm một khay cầu gai hay nhung biển, uni, vì đây là món khoái khẩu của cả hai người. Cô ca ngợi nơi đây giống như một thiên đường cầu gai vì chất lượng rất ngon và đặc biệt. Uni, cầu gai hay nhím biển cũng chính là một trong những món đắt hàng nhất tại đây, thường được khách đặt trước. Nhà hàng phục vụ hai loại là cầu gai trắng đánh bắt từ vùng Aomori còn cầu gai đỏ xuất xứ từ vùng biển lạnh Hokkaido. Ngoài ra còn có Murasaki Uni, Liner AAAA, được thưởng danh là vua của các loại Uni và thường chỉ có mặt tại các nhà hàng Michelin và cao cấp ở Nhật Bản. Cầu gai được sơ chế khéo léo, cẩn thận sao cho loại bỏ hết chất nhầy mà vẫn giữ hình dáng, không bị vỡ. Uni thường được phục vụ sống như sashimi, sushi, có màu vàng óng, chất cấu mềm mịn như tan ngay trong miệng và mang hương vị mềm, béo, mặn, ngọt nhẹ. Tăng Thanh Hà sinh năm 1986. Cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn năm 2012. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh nhà hàng riêng của gia đình và chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng người đẹp có 3 con, Richard sinh năm 2015, Lo sinh năm 2017 và Ma Sơn sinh năm 2021. Tăng Thanh Hà còn được biết đến là bà nội trợ đảm đang của showbiz khi có thể chế biến thành thạo đủ món từ Á sang Âu và là người nắm giữ bí kíp nhiều món đặc biệt ở nhà hàng cua của gia đình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.